chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều mà đàn ông thực sự cần là gì. Nếu như là con gái và chúng ta muốn nắm giữ trái tim của một người đàn ông, muốn anh ấy thực sự yêu các bạn bền vững, lâu dài, coi các bạn là một người định mệnh ở trong đời, thì đây sẽ là những cái điều mà bất kỳ một cô gái nào cũng phải biết. Vì biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng, đúng không các bạn? Điều đầu tiên mà đàn ông rất cần giống như hơi thở của họ vậy, đó chính là thể diện. Các bạn thân mến, từ xưa đến nay, từ cổ chí kim, từ mấy nghìn năm nay rồi, người đàn ông từ khi họ biết nhận biết các sự việc ở trên thế giới này thì đã bắt đầu được đưa vào đầu những tư tưởng về một người đàn ông thì phải thế nào, một người đàn ông thì phải ra sao. Và từ đó nó hình thành, nó ngấm vào máu của những người đàn ông rồi. Phụ nữ chúng ta đôi khi ra ngoài, chúng ta có thể chấp nhận chúng ta mất mặt một tí chẳng sao cả. Thế nhưng mà với đàn ông thì không như vậy. Họ rất coi trọng cái thể diện của mình. Một trong những cái điều có thể khiến các bạn nhìn ra rất là rõ ấy, đấy chính là cái việc thống lĩnh một đất nước, việc làm vua của một đất nước, thường thì sẽ luôn luôn là đàn ông làm những công việc đó. Mặc dù bây giờ thời đại đã bình đẳng rồi, nhưng chính cái sự thật đấy nó khiến chúng ta biết rằng đối với đàn ông, thể diện nó là thể cái sức mạnh của họ. Và là phụ nữ, nếu chúng ta muốn nắm giữ trái tim của người đàn ông của mình, chúng ta phải biết giữ thể diện cho họ ở bên ngoài, ở những nơi đông người. Có thể ở nhà, anh ấy hầu hạ các bạn hết mực, chiều chuộng các bạn hết mực, cái gì anh ấy cũng có thể làm cho các bạn hết. Thế nhưng một cô gái khéo léo sẽ phải biết rằng đi ra ngoài, hãy để anh ấy thể hiện một cái uy nhất định của mình. Ví dụ các bạn đi ra ngoài gặp mọi người thì đừng có chửi chồng xâm sấm sơi sơi, xong rồi chê chồng cái này không tốt, cái kia không tốt, bản lĩnh này kém, bản lĩnh kia kém. Như vậy là rất thiếu tế nhị. Và một cô gái mà cứ nói như thế thì sẽ không thể nào giữ được cái trái tim của một người đàn ông, chắc chắn là như thế. Không có một người đàn ông nào sẽ yêu một cô gái mà làm cho anh ta mất thể diện cả. Đấy là sự thật. Cho nên nhiều cô gái cứ ỷ lại vào cái việc là anh ấy rất yêu mình, anh rất cần mình rất xinh đẹp. Thế là cuối cùng là cứ cho mình cái quyền được làm mất mặt người đàn ông đấy. Và cuối cùng thì người đàn ông đấy sẽ không bao giờ gắn bó với cô gái lâu dài cả. Và đặc biệt có những cô gái lại còn làm mất mặt người yêu của mình, làm mất mặt chồng mình trước mặt gia đình của họ, thì đấy lại càng là một điều tối kỵ hơn. Một cô gái khéo léo sẽ phải biết rằng trước mặt gia đình của anh ấy, mình phải giữ thể diện cho anh ấy. Ví dụ như là ra mắt gia đình của anh ấy hoặc gặp bố mẹ của anh ấy chẳng hạn, hãy thể hiện là một cô gái chu đáo, biết chăm sóc cho anh ấy, để chứng minh cho bố mẹ anh ấy thấy rằng à, con trai mình đã tìm được một người có thể chăm sóc, mình có thể yên tâm được rồi. Cô con gái ngoan ngoãn, hiền lành, biết chăm sóc con của mình. Họ luôn luôn mong chờ có một cô con dâu như thế. Đấy là một tâm lý rất bình thường. Cho nên có thể là bình thường ở nhà anh ấy lấy nước rửa chân cho các bạn, gội đầu cho các bạn, chải đầu cho các bạn, làm cái gì cho các bạn cũng được. Nhưng trước mặt bố mẹ của anh ấy, hãy thể hiện những cử chỉ chăm sóc cho anh ấy, ví dụ nấu ăn cho anh ấy, pha nước cho anh ấy chẳng hạn, ví dụ như thế. Không phải là thể hiện quá ra là mình là một người hầu hạ họ hay cái gì cả, thế nhưng mà ít nhất là thể hiện được cái sự chăm sóc cũng như bảo vệ cho cái thể diện của anh ấy. Thì đấy là cái điều đầu tiên, đàn ông rất cần điều đó. Mà một cô gái nếu muốn nắm giữ trái tim của một người đàn ông, nếu muốn gia đình anh ấy yêu quý mình, thì mình phải làm được, đấy là giữ thể diện cho anh ấy. Cái điều số 2 mà đàn ông rất khao khát và đàn ông rất cần, đấy là được yêu thương và được quan tâm với sự dịu dàng và ngọt ngào. Các bạn thân mến, ở phần 1 thì mình có nói với các bạn ý, đàn ông kể từ khi mà họ hiểu chuyện một cái, họ luôn luôn là bị áp đặt cho là đàn ông thì phải thế này, đàn ông thì phải thế kia, đàn ông thì phải mạnh mẽ, đàn ông thì phải bản lĩnh, vân vân và vân vân. Vô hình chung ở bên ngoài họ gặp rất là nhiều những cái áp lực. Và nếu như ở cạnh bạn, anh ấy có thể thoải mái thể hiện cái sự mạnh mẽ của mình, cũng như thể hiện cái sự yếu đuối của mình, mà vẫn nhận được sự yêu thương của các bạn, thì đấy sẽ là khi bạn có thể nắm bắt được trái tim của anh ấy. Rất nhiều các chàng trai có chia sẻ rằng khi mà mình gặp áp lực ở ngoài ấy, khi mà mình gặp những cái khó khăn trong cuộc sống ấy, thường thì những người phụ nữ sẽ mắng mỏ mình, sẽ chửi rủa mình,
thậm chí nặng nề hơn còn dùng những lời lẽ xúc phạm mình, bảo mình là đàn ông mà không làm được cái này và không làm được cái kia. Họ có nói rằng nếu giá như trong những cái khoảnh khắc như thế họ được phép yếu đuối, họ được phép yếu lòng, họ được phép rơi nước mắt mà người phụ nữ không phán xét họ, mà khi mà họ buồn đau như thế, họ có một cái vòng tay ấm áp của người phụ nữ. Họ có thể nằm trong vòng tay ấy giống như những em bé được yêu thương ấy, thì họ cũng rất hạnh phúc đến mức độ nào. Vì thực ra có thể ở bên ngoài họ cần thể hiện cái bản lĩnh của một người đàn ông, nhưng về sâu thẳm trong trái tim thì anh ấy cũng là một con người thôi. Cũng giống như khi hồi trẻ con ấy, một bé trai và một bé gái chẳng có gì khác nhau trong việc lúc nào cũng đòi mẹ cả. Đúng không? Mẹ đi đâu con trai cũng khóc mà con gái cũng khóc, cũng bám lấy mẹ, cũng cần có mẹ, cũng muốn được mẹ yêu, cũng muốn được mẹ nựng. Tất cả con trai và con gái hồi nhỏ giống nhau lắm. Chỉ khi mà lớn lên biết nhận biết mọi sự việc thì bắt đầu con trai bị áp đặt cho những cái tư tưởng phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh. Thì cuối cùng đôi khi cái vỏ bọc đấy nó làm cho người đàn ông rất là mệt mỏi. Mà nếu như ở cạnh bạn, bạn có thể thấu hiểu cho những điều đó, để những khi anh ấy áp lực, anh ấy buồn, anh ấy đau, anh ấy khổ, anh ấy hoàn toàn có thể khóc trước mặt bạn. Anh ấy có thể nằm vào trong vòng tay của bạn và được các bạn âu yếm, được các bạn vỗ về giống như làm trẻ nhỏ ấy. Thì đấy sẽ là một điều mà anh ấy sẽ không bao giờ quên, và đấy sẽ là một vòng tay ấm áp, một nơi bình yên mà lúc nào anh cũng sẽ nghĩ tới. Và anh sẽ không thể thiếu một người phụ nữ như thế ở trong đời. Cái điều số 3 mà đàn ông rất cần, thực sự cần, đấy là cái sự quản lý ở người phụ nữ của mình. Đặc biệt là những người, đặc biệt là khi họ đã kết hôn nữa. Rất là nhiều cánh đàn ông có chia sẻ là đôi khi với những cái mâu thuẫn trong cuộc sống, rồi là cơm áo gạo tiền, vợ chồng thì cãi nhau nhiều, xong rồi mâu thuẫn cái này cái kia dẫn đến tình cảm nhạt đi. Thì một hôm là anh ấy có đi ra ngoài, anh có đi nhậu với bạn bè. Bạn của anh ấy thì có cuộc gọi đến, đấy là vợ của bạn anh ấy, thì còn gọi bạn anh ấy là anh ơi về ăn cơm, anh đừng có đi về muộn nhé. Đấy, thì là cái anh này, anh ấy ở bên ngoài, anh nghe thấy như thế thì anh cảm thấy rất là chạnh lòng. Anh ấy cảm thấy chạnh lòng bởi vì ít nhất người bạn của mình còn có người quản, vợ còn quản đấy. Còn mình, kể từ khi mà mình cãi nhau với vợ, xong rồi mâu thuẫn cái này cái, vợ mình tỏ ra không cần thiết luôn, cũng không cần quản mình luôn, cũng không gọi mình xem là lúc nào mình về. Sự tồn tại của mình cứ như là vô hình vậy. Đó, thì lúc đấy họ chạnh lòng. Và đấy chính là lý do mà khiến cho rất là nhiều những người đàn ông sa ngã. Sa ngã bởi vì không có người quản, không có cảm giác rằng mình được yêu thương và mình được quan trọng trong một cái gia đình nào đó. Thế cho nên là tất cả các cô gái, một khi mà các bạn đã kết hôn ấy, thì đôi khi là các bạn cũng giận nhau thật đấy, nhưng mà quản thì vẫn cứ phải quản, chứ không phải là cứ thả anh ấy muốn thế nào thì thế. Thì rất có thể là nó sẽ khiến cho tâm lý của một người đàn ông bị tổn thương và rồi họ sẽ sa ngã. Cũng giống như việc các bạn thả diều ấy, các bạn vẫn để cho diều được thoải mái tự do bay trên không trung, thế nhưng mà vẫn là các bạn phải cầm dây. Đó, các bạn cầm dây để cho nó có một cái giới hạn, nó bay trong cái vùng không gian đấy thôi. Chứ nếu bây giờ các bạn cắt đứt cái sợi dây đấy, muốn cho nó bay đi đâu thì bay ấy, thì cuối cùng là thất bại. Đó, cho nên là hãy nhớ nhá, đàn ông cũng rất cần một cái sự quản nhất định từ người phụ nữ. Cái điều số 4 mà đàn ông rất cần, đấy là cái sự công nhận thành tích từ người phụ nữ của mình. Ví dụ tháng này anh có làm thêm, được thêm 2 triệu thôi, về đến nhà thì đừng nói rằng được có 2 triệu thì thấm vào đâu so với chi phí ở thành phố như thế này. Thì thực sự anh rất buồn, anh cảm thấy rằng mình đã nỗ lực, mình đã cố gắng, khả năng của mình cũng chỉ đến thế thôi. Thế nhưng mà mình đã cố gắng như vậy rồi mà không được ghi nhận thì người đàn ông người ta cảm thấy là người ta lãng phí, người ta cảm thấy không đáng, mình đã nỗ lực như thế để rồi mình được cái gì. Và trong cái tình huống như thế, nếu như các bạn cũng chỉ cần nói một câu thôi, anh ơi tuyệt quá, vậy là tháng này chúng ta có thêm 2 triệu để chi phí rồi, em sẽ mua thêm cái này, thêm cái kia, phải thể hiện cái niềm vui của mình ra thì người đàn ông sẽ rất thích. Đấy là cái lúc mà bạn thể hiện được rằng những cái thành quả, những cái công lao của anh ấy dù lớn dù nhỏ luôn luôn được các bạn ghi nhận, thì anh ấy sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa. Và cái điều số 5 mà người đàn ông rất cần và thực sự cần, đấy là cái sự khéo léo trong ứng xử của một người phụ nữ với gia đình của anh ấy. Thực sự cái sự khéo léo này nó cũng không đòi hỏi chúng ta phải kỹ năng quá là nhiều. Đơn giản là như cái phần 1 mình nói, giữ thể diện cho một người đàn ông. Cái thứ hai nữa là giữ thể diện luôn cho cả gia đình nhà chồng nữa. Đấy, chứ không phải là mình đi ra ngoài mình cứ nói xấu, rêu rao mẹ chồng, bố chồng, rồi là gia đình nhà chồng, thì không nên như vậy. Bởi vì mình thương chồng mình yêu chồng mình thì phải lo nghĩ cho chồng mình một chút. Mình và mối quan hệ với gia đình anh ấy mà không tốt thì cũng không có lý do gì mà mối quan hệ của bọn mình có thể tốt được. Cho nên ở cái phần này thì mình khuyến khích các bạn hãy xem cái video của mình có tên là
cách để được gia đình nhà anh ấy yêu quý, cách ứng xử với gia đình nhà chàng. Đấy, mình có làm những cái video đấy thì hy vọng các bạn sẽ xem thêm nhá. Và đó là những cái điều mà một người đàn ông rất cần ở một người phụ nữ mà có thể nắm giữ được trái tim của anh ấy đến suốt đời. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề là như thế nào là một người phụ nữ quyến rũ. Các bạn thân mến, đàn ông thì không thể nào cưỡng lại được một người phụ nữ quyến rũ, đúng không? Vậy làm như thế nào để các bạn cũng sẽ biến mình thành một người phụ nữ mà đàn ông không thể nào cưỡng lại được? Thì đây là những cái điểm mà mình nghĩ rằng bất kỳ một cô gái nào cũng nên có và cần có. Cái điểm đầu tiên ở một người phụ nữ quyến rũ ấy, đấy là mặc đẹp mà không có hở hang. Các bạn ạ, hở hang không có nghĩa là quyến rũ đâu, cũng không có nghĩa là hấp dẫn đâu. Quan trọng là mình mặc đẹp. Có thể các bạn cũng hơi hở một chút, nhưng nó hở một cách tinh tế và nó vẫn trong cái phạm vi mà đẹp. Và mình nghĩ rằng bất kỳ một cô gái nào ấy thì cũng nên tìm hiểu một vài những cái cách kết hợp đồ này, cách mặc đẹp này. Đôi khi nó cũng không khó khăn đâu, các bạn chỉ cần xem cái cách kết hợp đồ của người khác, các bạn thấy cái nào nó phù hợp với mình thấy đẹp và ít nhất là trong mắt của các bạn là đẹp ý, thì các bạn cũng có thể kết hợp. Và là con gái thì đừng quá tiết kiệm trong cái khoản là mua những cái món đồ thời trang cho bản thân. Thực ra ấy, con gái mặc đẹp rồi mặc đẹp quyến rũ ấy không cần tốn của các bạn quá nhiều tiền đâu, nhưng nó lại khiến cho các bạn có một cái phong cách và cá tính. Và con cái chỉ cần biết kết hợp một chút, biết mặc đẹp một chút xíu thôi là nhìn các bạn hoàn toàn khác rồi. Nếu muốn quyến rũ, hãy là một cô gái thứ nhất là biết mặc đẹp, hở những cái chỗ mà mình hở được và hở ở một mức độ và tỷ lệ phù hợp, chứ không nên hở hang thì đấy sẽ là một cô gái rất cuốn hút trong mắt đàn ông đấy. Điều số 2 ở một người phụ nữ quyến rũ đấy chính là họ thực sự thấu hiểu những mong muốn thầm kín nhất của đàn ông là gì, thứ đàn ông cần là gì. Mình có làm riêng một cái video về cái chủ đề này nên mình hy vọng rằng các bạn hãy xem cái video đấy. Điều đàn ông thực sự cần là gì, hãy xem cái video đấy nhá. Các bạn sẽ hiểu rằng từ sâu thẳm trong trái tim người đàn ông cần nhất là cái gì. Rất là nhiều bạn hiểu lầm, nghĩ rằng mong muốn thầm kín của người đàn ông là chuyện đấy. Không hẳn đâu các bạn ạ. Mong muốn thầm kín nhất của một người đàn ông thực thụ đó là một người phụ nữ biết cho đàn ông có cái thể diện, đặc biệt là thể diện trước mặt mọi người. Và nếu như các bạn muốn biết rằng làm như thế nào để anh ấy sung sướng với cái việc mình cho anh ấy thể diện thì hãy xem thêm cái video đó của mình nhá. Có tên là thứ đàn ông cần là gì, những mong muốn của đàn ông là gì. Cái điều số 3 mà ở một cô gái quyến rũ luôn luôn có mà nó rất mê hoặc đàn ông á, đấy là những cô gái biết khen ngợi một cách tinh tế mà không sẫu sàng. Đó, các bạn có biết tại sao mà có rất nhiều cái đàn ông ấy, mình biết là họ sai. Họ sai khi ở ngoài họ tìm những cái cô gái khác quyến rũ hơn. Thế nhưng mà họ cũng thú nhận rằng họ thấy những cô gái đấy quyến rũ là vì những cô gái đấy rất biết cách làm cho những người đàn ông cảm thấy sung sướng về bản thân, tự hào về bản thân bằng những câu khen của họ. Thay vì sẫu sàng như người vợ ở nhà hay như người yêu suốt ngày tức giận khó chịu, những cô gái bên ngoài rất ngọt ngào và biết dùng những lời khen, những lời có cánh để khiến cho đàn ông sung sướng. Vậy thì nếu các bạn muốn có được sự quyến rũ thì tại sao mình không tích lũy cho mình những cái kiến thức về sự khen ngợi đàn ông đi? Mình không bắt là các cô gái suốt ngày cứ phải mở miệng ra là khen, đúng không? Câu khen không cần quá nhiều, nó chỉ cần đúng và trúng thôi, nó sẽ khiến cho đàn ông rất sung sướng và ngay lập tức sẽ thấy các bạn quyến rũ vô cùng. Khen như thế nào để tinh tế và không sỗ sàng? Thứ nhất là khen đàn ông ở những cái bản lĩnh của họ, khen họ bằng những cái tố chất mà họ có. Ví dụ họ là một người chịu thương chịu khó, đấy cũng là một cái tính cách mà bạn rất là trân trọng thì bạn cũng nên khen họ, đúng không? Hay là mình cảm thấy tự hào vì chồng mình, vì người yêu mình làm được một cái điều này, mình thấy tự hào, mình khen anh ấy, bảo em cảm thấy rất tự hào vì anh đã làm được điều này điều này. Đấy. Nhiều khi con gái có cái thói quen, đặc biệt khi đấy là người yêu người chồng của mình rồi ấy, thì có suy nghĩ là đấy là người yêu người chồng của mình, khách sáo làm gì. Không bạn ơi, cái gì mình nên khen ngợi, mình nên ca ngợi, mình vẫn cứ ca ngợi, chứ con người là một loài động vật sống bằng tinh thần mà, cho nên là cần lắm những cái lời khen ngợi đấy.
khen ngợi bằng việc nói những câu ví dụ như là có được anh trong đời là một hạnh phúc của em, một niềm vinh dự của em. Một cái sự việc nào đó xảy ra, các bạn nói về sự việc đấy xong thêm cái câu là ồ em tự hào về anh, hoặc là em may mắn vì có được anh ở trong đời đấy. Nó kích thích cái sự sung sướng trong lòng người đàn ông lắm. Các bạn xem thêm cái video là những câu nói mà đốn tim chàng, hoặc những câu nói khiến chàng mềm lòng, khiến đàn ông mềm lòng mà mình có làm rồi nhá, để học cách khen ngợi một người đàn ông, khen ngợi một cách tinh tế. Cái điều số 4 ở một người phụ nữ mà rất cuốn hút đàn ông, đấy là một cô gái có lòng tự trọng và tôn nghiêm của chính mình. Đấy, đấy không phải là một cô gái thảm hại đến độ chạy giết theo đàn ông, mà hầu hết những cô gái mà cứ chạy giết theo đàn ông như thế, đàn ông chỉ có khinh thôi. Và bạn càng nói rằng yêu họ đến mức độ nào, yêu họ hơn chính bản thân mình, họ càng chán các bạn và họ bỏ đi. Thứ đàn ông cần không phải là cái sự yêu một cách thảm hại, mà họ rất cần một người phụ nữ có lòng tự trọng và tôn nghiêm để họ còn tôn trọng cái người phụ nữ đấy. Và người đàn ông sẽ không thể nào thấy một cô gái quyến rũ khi mà họ không thấy rằng họ cần phải tôn trọng cái cô gái này. Thế cho nên đừng bao giờ chạy riết theo đàn ông. Đàn ông nói gì làm theo cái đấy, chỉ để có được tình yêu của anh ấy thôi. Anh muốn bảo gì mình làm theo, muốn mình sửa cái gì mình sửa cái đấy. Đừng. Hãy có lòng tự trọng của chính mình để bảo vệ cái cá tính của mình, lối sống của mình nếu mình thấy nó là đúng. Thì chính cái điều đấy nó sẽ khiến tạo nên cái sự cuốn hút trong một người đàn ông. Và hãy nhớ nhá, nếu mình cứ chạy riết theo người ta, không phải nỗ lực gì cho mình, thì sẽ không bao giờ bạn có được tình yêu của người đó. Đó chính là lý do mà mình khuyến khích tất cả các cô gái, hãy có cuộc sống của riêng mình, hãy có những đam mê của chính mình, hãy có quan điểm của chính mình, hãy có lối sống của chính mình, để rồi mình biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì nên sửa, cái gì không nên sửa. Chứ không phải nghe răm rắp một người đàn ông. Các bạn ạ, người đàn ông họ yêu một cô gái, họ không muốn yêu một con robot lắng nghe lời họ. Cho nên hãy nhớ điều này, muốn quyến rũ thì đừng bao giờ cứ chạy riết theo đàn ông. Cái điều số 5 ở một cô gái quyến rũ ấy, đấy là cô biết rằng tự biết bản thân mình cuốn hút. Cô có sự tự tin nhất định nhưng không kiêu ngạo. Cô ấy tự trọng nhưng lại không hách dịch. Đấy là cái sự nhu trong cương mà cương trong nhu, tức là nó ở một cái mức độ vừa phải. Mình có chia sẻ với các bạn rất nhiều bí quyết trong cuộc sống và trong tình yêu. Thế nhưng cái điều quan trọng mà chúng ta phải hiểu đấy chính là cái gì cũng ở mức độ vừa phải thôi. Cái gì quá thì cũng không tốt. Bất kỳ một cái gì quá thì cũng không tốt. Mình phải đảm bảo nó ở cái mức độ là mình là một người tự tin nhưng không kiêu ngạo. Mình là một người tự trọng nhưng không hách dịch để bắt người khác phải phục tùng mình. Đừng bao giờ thiếu tự tin để rồi nói rằng ồ mình không xứng với người ta, hay mình không có điểm này tốt, điểm kia tốt, hay là cô kia xinh đẹp hơn mình, cô ấy có giọng nói ngọt ngào hơn mình, còn giọng mình choe choé. Cái giọng của bạn nó có giá trị riêng. Nếu các bạn thấy mình có điểm gì chưa tốt, mình muốn cải thiện thì hãy cứ cải thiện. Thế nhưng cái gì mà các bạn thấy rằng à đấy là cái cá tính của mình muốn giữ để nó có một sự đặc biệt, đúng không? Thì mình phải giữ nó, thì mình sẽ có sự cuốn hút. Cũng giống như là cô hoa hậu ở Hồ Henie, cô ấy biết rằng là mình có một nước da rất là hơi ngăm đen. So với các bạn và những người xung quanh thì người ta đều có một làn da trắng. Mình không thể đọ bì những cái đấy. Vậy mình tạo nên cái giá trị của riêng mình bằng cái việc là cô ấy đã có một nước da ngăm đen thì cô tạo một cái điểm nhấn cho mình. Cô cắt tóc ngắn đi, chẳng cần phải để tóc dài như những bạn khác, và tạo nên một cái sự khác biệt đấy. Các bạn cũng nên có cái cá tính riêng của mình như vậy để luôn nổi bật, và biết rằng mình có những cái giá trị của riêng mình và người khác sẽ cần phải trân trọng. Thì lúc đấy các bạn mới có sự trân trọng từ phía đàn ông. Cái điểm số 6 á, mà cánh đàn ông có chia sẻ rằng họ thấy cô gái đấy rất cuốn hút, đấy là một cô gái biết khinh những người không tử tế. Đó, rất nhiều chàng trai có chia sẻ với mình rằng khi mà cô gái của mình ấy thể hiện cái sự khinh bỉ đối với một người đàn ông, ví dụ lăng nhăng này, ví dụ tồi tệ này, ví dụ đối xử với một cô gái không tốt này, họ cảm thấy rất tự hào. Họ cảm thấy rằng lắng nghe một cô gái nói như thế, mặc dù là sự khinh bỉ đối với người khác, anh ấy lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc, bởi vì ít nhất cô gái này có quan điểm của mình, mà lại là sự đúng đắn nữa. Cô ấy bảo vệ những kẻ yếu, bảo vệ lý lẽ, bảo vệ đạo đức, thì mình cảm thấy rằng ôi cô dám chiến đấu vì những cái quan điểm đúng đắn đó, thì mình cảm thấy tự hào và cảm thấy một cô gái biết nói ra những lời như thế rất cuốn hút. Cho nên các bạn ạ, không phải lúc nào mình cũng cứ thân thiện là tốt đâu nhá. Đôi khi mình phải thấy cái sự khinh bỉ nếu mình thấy là một cái hành động nào đó nó quá là vi phạm nguyên tắc đạo đức với một người quá không tử tế, thì đấy sẽ là sự cuốn hút của các bạn. Và cái điểm số 7 mà không thể thiếu ở một cô gái cuốn hút được, một cô gái quyến rũ được, đấy chính là một cô gái mà có kiến thức.
và tích lũy kiến thức cho mình. Đương nhiên cùng với tuổi tác, ví dụ cái kiến thức của các bạn lúc các bạn 20 tuổi với cái lúc các bạn 30 tuổi nó phải khác nhau chứ, đúng không? Cái sự trưởng thành, cái sự trải nghiệm trong cuộc sống, những kinh nghiệm nó cũng phải khác đi. Nó trưởng thành hơn, nó tốt hơn, nó khéo léo hơn. Đấy, thì mình phải luôn luôn tích lũy cho mình cái kiến thức. Ví dụ cái lúc mình 20 tuổi mình kiếm được tiền với cái lúc 30 tuổi mình kiếm được số tiền nó phải khác nhau chứ, đúng không? Tất cả những cái kiến thức đấy nó khiến cho bạn phát triển về mặt trí tuệ, về mặt đầu óc, về mặt khả năng kiếm tiền, vân vân và vân vân. Đấy, thì một cô gái quyến rũ luôn luôn biết rằng mình sẽ phải bước lên những nấc thang cao hơn, chứ không bao giờ dập chân tại chỗ. Cho nên mình hy vọng rằng những cái điểm này các cô gái của chúng ta sẽ tích lũy để rồi sẽ luôn luôn là một cô gái quyến rũ trong mắt đàn ông nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.